Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ trục cầu xe điện công nghệ mới nhất hiện nay, động cơ sử dụng 6 pha các bác nhé, động cơ sử dụng 6 pha đấy, nó không phải là dòng 3 pha mà nó là dòng 6 pha. Thì đối với cái dòng 6 pha thì cái ưu điểm của nó là cái dòng điện trên cuộn dây nó sẽ nhỏ đi. Đấy. Và cái lực kéo thì nó tăng lên rất là nhiều. Thì tất nhiên đi kèm với nó thì sẽ có cơ cấu động cơ phức tạp và giá thành nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên ưu điểm của nó thì sẽ khỏe hơn mà ăn điện thì lại nhẹ hơn do với cùng công suất. Ở đây thì em đang có hai dòng công suất chuyên cho xe hàng nặng, đấy là 5.000W và 4.000W. Thì để cho các bác tiện dễ so sánh về cái công suất của nó ấy, thì trên thị trường ấy thì cái dòng công suất nó có thể tùy theo nhà sản xuất nhiều khi nó ảo ảo một chút. Thì ở đây em sẽ đánh giá bằng cái cân nặng của động cơ để cho khách hàng dễ hình dung. Đối với cái con 5.000W này, con 5.000W này là trọng lượng của nó là 22 kg nhé, nguyên cái động cơ các bác nhé. Còn đây 72V 5.000W, con này là 72V 4.000W. Đấy. Con này thì là 16,5 cân các bác nhé. Còn con này là 22 kg. Đấy. Còn dòng 3 kg của nó thì nó khoảng 13-14 kg. Trên bộ điều khiển của nó thì cũng là dòng bộ điều khiển 6 pha các bác nhé. Đây. Cũng 6 pha, 1 2 3 4 5 6 pha và cực dương âm. Đấy, cực dương cực âm đây. Nó sẽ để riêng rời hẳn ra như này. Có lắp che chống chạm chập, chống chập cực. Đấy. Đây có lắp che như này. Có sơ đồ đấu lối đây. Con điều khiển này, công suất từ 3.000 đến 4.000. Đấy. Dòng này 130A đến 150A. Còn đây là con công suất 5.000W. Con này thì có công suất từ 5.000 đến 8.000W. Cũng một dòng là 130A và 150A. Đấy. 60V, 72V. Con động cơ là 72V, tất nhiên khách hàng có thể chạy 60V, còn riêng dòng điều khiển thì đa năng cũng 60-72. Tất cả các cái sơ đồ đấu lối ở đây. Và tất nhiên là khi khách hàng mua bên em sẽ đấu lối sẵn cho khách hàng. Về chịu tải của cái dòng này ấy, thì dưới 2 tấn các bác nhé. Đấy. Thì em chưa có cơ hội thử nhiều tấn hơn đấy, nhưng mà nhà sản xuất thì người ta bảo là 3 tấn. Đấy, nhưng mà bên em thì chưa có cơ hội thử đến 3 tấn cho nên là bên em nhiều khi cũng không dám khẳng định. Đấy, thì tùy theo khách hàng về nhà và trải nghiệm thêm. Tuy nhiên ở cái một số khách hàng người ta sử dụng đánh giá phản hồi thì nó rất là khỏe. Khỏe hơn rất là nhiều so với cái dòng 3 pha. Đấy, thì dòng này là dòng 6 pha các bác nhé. Và đặc điểm của dòng 6 pha ấy, thì như em vừa nói ấy, đây dây điện nó sẽ làm nhỏ đi này, bởi vì khi mà nó chia ra nhiều pha ấy, thì dòng nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, có 6 dây này, dây là dây cảm biến nhé. Dây điện của nó cũng không to như cái dòng 3 pha. Dòng 3 pha chính vì cái dòng điện nó nhỏ ấy, thì cái áp lực nên cái bộ điều khiển này ấy, nó sẽ giảm đi. Đấy, ví dụ như là một dòng 100A chia cho 3 cực thì nó sẽ là mỗi một dây điện là chịu 33A chẳng hạn. Thế tuy nhiên khi các bác mà chia cho 6 pha thì áp lực cái dòng điện trên một pha nó sẽ giảm xuống một nửa. Đấy chính là ưu điểm của nó, là khỏe hơn, ăn điện nhẹ hơn. Tại sao có thể nói nó khỏe hơn? Bởi vì là 6 pha thì cái góc pha nó sẽ nhỏ lại thì lực kéo của nó sẽ khỏe hơn. Cái này thì nó liên quan đến
điện tử các thứ thì khách hàng có thể tự nên tìm hiểu. Nó giống như ở động cơ 3 pha thì khỏe hơn động cơ 1 pha đấy, thì động cơ 6 pha thì nó lại khỏe hơn động cơ 3 pha. Nhiều khi em nói thì có thể nó chưa chuẩn về cái mặt kỹ thuật thì khách hàng cứ nghe và hiểu nôm na nó như thế. Còn khách hàng muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể tham khảo thêm ở trên Google, trên mạng rất là nhiều, em cũng không giải thích thêm. Về phần trục cầu thì là cầu phanh dầu các bác nhé, cầu phanh dầu đây, dây số phanh tay này. Cầu này thì có 5 ốc đầu này, 5 ốc đầu cầu giống như này, cầu 5 ốc. Cầu 5 ốc này sẽ phù hợp cho các bác muốn lắp vành đôi. Đấy, nếu mà muốn sử dụng vành đôi thì tăng cái chịu tải lên, hộp số cầu rất là to. Một cây cầu này thì nó sẽ nặng tương đương với lại khoảng 43 kg, một cây cầu này đấy là khoảng 43 kg. Và một cái động cơ như thế này nó là 22 kg cho 5.000W và 16 kg cho 4.000W, rất là khỏe các bác nhé. Các bác nào có ý định đóng xe lớn này thì có thể tham khảo cái bộ trục cầu công suất cao như này. Đấy, bên em sẽ hỗ trợ cho khách hàng phần đấu lối nhé, phanh tay, phanh dây, phanh dầu đầy đủ. Mọi chi tiết về sản phẩm có thể liên hệ 0966 818 955 hoặc là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bác nào chưa đăng ký kênh ấy thì có thể đăng ký ủng hộ thêm, và nhớ bật thêm cái chuông thông báo để nhận được những thông báo khi có sản phẩm mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.